Xin chào tất cả các anh chị đang có mặt ở buổi livestream giới thiệu về một giải pháp quản lý nội dung từ xa 4.0 dành cho cái ngành nghề nhà hàng và khách sạn của công ty truyền thông Tùng Việt tổ chức. Đã không biết thì các anh chị có nghe rõ em nói không ạ? Dạ vâng, nếu như mà các anh chị có nghe rõ em nói thì chị Thảo có thể confirm cho em là mình có nghe rõ em nói không chị Thảo nhỉ? À, đã nghe rõ nhỉ? Rồi, vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ vâng, kính thưa các anh chị thì thời gian cũng đã đến và em xin phép bắt đầu luôn buổi livestream giải pháp quản lý nội dung từ xa 4.0 dành cho nhà hàng. Và xin chào quý anh chị, tôi là Đình Cường thuộc bộ phận phát triển công nghệ của công ty truyền thông Tùng Việt cùng với chị Thanh Thảo, và ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ về một cái giải pháp mới, một cái giải pháp mà mang tính chất đột phá dành cho nhà hàng và khách sạn của mình, đó chính là giải pháp Digital Signage, giải pháp quản lý nội dung từ xa 4.0 dành cho nhà hàng và khách sạn. Và ngay sau đây, sẽ không để làm mất thời gian của quý anh chị nữa, tôi xin mời chị Thanh Thảo sẽ trình bày luôn cái phần giải pháp này đến với quý anh chị nhé. Xin mời chị ạ. Phần giới thiệu của Cường. Vâng, xin chào tất cả quý anh chị. Tôi là Thanh Thảo và ngày hôm nay tôi rất là vui khi có mặt ở đây để cùng chia sẻ với quý anh chị về giải pháp quản lý nội dung quảng cáo từ xa dành cho lĩnh vực nhà hàng trong khách sạn, một chủ đề mà tôi chắc chắn là các anh chị đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn sẽ rất là quan tâm. Và trước khi đi vào nội dung chính, tôi xin phép ít phút để giới thiệu về công ty của chúng tôi ạ. Chúng tôi, công ty truyền thông Tùng Việt, là nhà cung cấp tư vấn các giải pháp thiết bị công nghệ tương tác và hiển thị hình ảnh uy tín và chất lượng tại Việt Nam. Chúng tôi đã có hơn 16 năm thành lập và hơn 10 năm kinh nghiệm thực hiện những cái giải pháp công nghệ mới trong nhiều cái lĩnh vực như là bảo tàng, y tế, giáo dục, ngân hàng, bán lẻ, bất động sản, truyền hình, du lịch và nhà hàng khách sạn. Những dự án mà chúng tôi thực hiện cho các khách hàng từ những tập đoàn lớn, các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí là các khách hàng lẻ thì cũng đều nhận được những cái đánh giá cao về ý tưởng giải pháp, về chất lượng thực hiện cũng như là tiến độ triển khai. Chúng ta biết xu hướng từ năm 2019 trở lại đây, các doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà hàng khách sạn đang tìm hiểu về cách quản lý marketing tại điểm bán để giữ chân khách hàng, thúc đẩy doanh số, và xa hơn nữa đó chính là nâng cao thương hiệu, xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Chúng ta biết cuộc sống thì luôn luôn vận hành, luôn luôn thay đổi. Chúng ta không muốn bị lạc hậu, không muốn bị bỏ lại sau cuộc chơi thì buộc chúng ta phải thay đổi để thích ứng, đúng không ạ? Nhất là trong thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Thay đổi cách quản lý marketing tại điểm bán, hay nói đơn giản hơn đó chính là thay đổi về cách hiển thị, vận hành, quản lý nội dung quảng cáo tại nhà hàng khách sạn của mình để thay thế các công việc thủ công từ trước tới giờ. Và giải pháp quản lý nội dung quảng cáo từ xa Digital Signage do công ty truyền thông Tùng Việt cung cấp sẽ giúp anh chị thực hiện điều đó một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Như quý anh chị biết thì trong bất kỳ ngành nghề nào, marketing cũng luôn là một yếu tố vô cùng quan trọng. Có chuyên gia trong lĩnh vực marketing ở Mỹ đã nói như thế này: làm kinh doanh mà không quảng bá thì giống như là một cô gái nháy mắt trong bóng đêm và chỉ có mình cô ấy biết cô ấy đang làm gì thôi. Cho nên anh chị muốn bán được hàng, anh chị phải làm sao để khách hàng biết đến món hàng đó. Bằng cách này hay cách khác, chỉ có điều là cách tiếp nhận của khách hàng ở mỗi thế hệ đều khác nhau, nên chúng ta cần tìm ra những cái cách tiếp thị phù hợp. Từ trước đây, từ rất lâu về trước thì ở những nhà hàng khách sạn chúng ta thường bắt gặp những cái poster in ấn dán lên tường hoặc là thành poster standy, đúng không ạ? Và thật ra tới thời điểm bây giờ thì vẫn còn không ít nhà hàng khách sạn sử dụng hình thức đó để làm menu giới thiệu món ăn, thức uống, dịch vụ của nhà hàng mình. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó có ưu điểm là cái chi phí bỏ ra cho mỗi lần in ấn thì nó rất là thấp, không đáng kể, và cũng một phần là vì thói quen, thế nên đến bây giờ nó vẫn được sử dụng. Tuy nhiên, mỗi khi mà anh chị muốn thay đổi nội dung, thay đổi giá món ăn, thay đổi giá dịch vụ, hoặc là có thêm những cái món ăn mới thì mình phải làm như thế nào ạ? Mình lại phải in menu mới. Nếu mà tần suất một vài lần trong năm thì chắc chắn cũng không có đáng kể. Nhưng nếu như anh chị đang sở hữu một cái chuỗi nhà hàng, khách sạn thì sao ạ? Anh chị phải thường xuyên thay đổi thì vấn đề đó cũng là một cái vấn đề nan giải, đúng không ạ? Nhỡ mà khi mà chúng ta khi thiết kế nó bị một cái lỗi lên máy, hoặc là khi in ra nó bị sai màu thì chúng ta lại phải mất công in lại, vừa gây tốn kém chi phí. Chưa kể nếu anh chị vì in ấn mà làm trễ các cái kế hoạch chiến dịch khuyến mại của mình thì cái
cơ hội khuyến mãi vào thời điểm đó nó sẽ bị trôi qua mất. Và sau khi in mới lại toàn bộ các cái menu thì chúng ta cũng phải bỏ đi tất tần tật các cái poster cũ, cũng không còn sử dụng được nữa. Thì khi đó nó sẽ tạo ra một cái lượng rác thải, không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà nó còn gây ra sự lãng phí. Về mặt quản lý thì mình sẽ bị tốn nhân công, tốn thời gian để đi thay từng cái poster một. Và điều quan trọng nhất là những cái poster truyền thống đó dường như nó không còn cái sức hấp dẫn và thu hút được sự chú ý của mọi người nữa. Như vậy, xét về góc độ quản lý và marketing thì nó không còn nhiều hiệu quả như trước. Nó sẽ làm giảm đáng kể cái giá trị hình ảnh thương hiệu của nhà hàng trong lòng người tiêu dùng của thời đại này, đúng không ạ? Do đó, nhận thức được cái điều đó cho nên là nhà hàng khách sạn đã dần chuyển sang sử dụng TV để trình chiếu những cái hình ảnh video vô cùng sống động, những cái menu thực đơn của nhà hàng mình. Các cái hình thức này thì sẽ thu hút được cái sự chú ý của khách hàng nhiều hơn. Với lại chi phí đầu tư cho một chiếc TV cũng không cao. Hiện nay thì có rất là nhiều loại TV với thiết kế rất là đẹp, viền nó cũng rất là mỏng. Do đó chúng ta sẽ bắt gặp rất là nhiều nhà hàng, khách sạn sử dụng TV để thay thế cho các cái poster in ấn. Tuy nhiên, sử dụng TV thì nó vẫn còn một số hạn chế, như là chúng ta biết TV thì nó sẽ là phát cuốn chiếu, nghĩa là nó cứ tự động chặn hết cái nội dung này rồi mới tới nội dung khác, cứ liên tục như vậy và nó không trình chiếu được nhiều nội dung đồng thời trên màn hình. Điều này nó sẽ dễ dàng làm lỡ khách hàng khi họ không kịp nhìn thấy các cái chương trình khuyến mãi mà chưa kịp tiến tới, đúng không ạ? Và cái hạn chế thứ hai nữa là khi cần thay đổi bất kỳ nội dung nào thì nhân viên của anh chị sẽ phải chạy đi cắm USB cho từng chiếc TV một, nhất là đối với những cái chuỗi nhà hàng khách sạn thì việc cắm TV cho từng cái TV như vậy, cắm USB cho từng TV như vậy sẽ rất là mất thời gian. Và quan trọng nhất là khi mà mình cắm từng cái màn hình như vậy, nội dung nó sẽ không được đồng bộ ngay tức thời. Và chưa kể nhân viên của anh chị nếu những cái TV mà treo ở vị trí cao á, cũng rất là khó khăn khi mà phải thay đổi nội dung. Như vậy, thứ nhất nó sẽ làm tốn thời gian nhân viên đi cắm USB. Thứ hai là nó làm tốn thời gian của các anh chị quản lý là phải theo dõi, phải kiểm tra xem cái TV này nó đã được update nội dung mới chưa, có phát đúng nội dung không, vân vân. Và về như vậy nó cũng sẽ làm giảm cái hiệu quả trong cái việc quản lý, đúng không ạ? Một đặc điểm cần chú ý nữa, chúng ta cần chú ý nữa là cái TV là một cái sản phẩm dành cho gia đình để giải trí, nó không phải là hàng công nghiệp nên không có phù hợp để mà sử dụng 24/7 như vậy. Và nếu như hoạt động liên tục và về lâu dài thì cái TV nó sẽ bị giảm tuổi thọ và nó bị xuống màu, cái màu sắc của màn hình nó cũng sẽ không còn được như ban đầu nữa. Trong một vài năm trở lại đây thì các nhà hàng khách sạn cũng dần dần chuyển đổi sang sử dụng màn hình quảng cáo sử dụng USB, bởi vì những cái màn hình này thì nó rất là sang trọng, có nhiều mẫu mã, nhiều kích thước, và nó cũng chính vì nó là cái hàng công nghiệp nên là nó hoàn toàn có thể hoạt động được liên tục 24/7. Và cái tuổi thọ của nó có thể lên được 60.000 giờ, rất là bền bỉ, đúng không? Và màn hình quảng cáo sử dụng USB thì nó cũng giải quyết được cái việc là nó phát được nhiều nội dung cùng lúc đồng thời trên màn hình. Và tất nhiên là cái chi phí đầu tư ban đầu cũng phải cao hơn TV rồi. Tuy nhiên, dù là mình sử dụng TV hay là màn hình quảng cáo sử dụng USB đi chăng nữa thì vẫn còn tồn tại nhiều cái điểm hạn chế như nãy giờ tôi vẫn đề cập. Tôi biết chắc chắn anh chị còn băn khoăn về vấn đề quản lý nội dung, đúng không ạ? Do đó hôm nay tôi muốn giới thiệu với anh chị cái giải pháp mà có thể giải quyết được tất cả những cái hạn chế trên. Đó chính là giải pháp quản lý nội dung quảng cáo từ xa. Tôi muốn nhấn mạnh là với cái giải pháp này thì anh chị hoàn toàn có thể tận dụng lại được những cái TV sẵn có của mình, giúp tiết kiệm chi phí mà hoàn toàn có thể giải quyết những cái vấn đề về quản lý nội dung quảng cáo. Vậy cái phần cái giải pháp quản lý nội dung quảng cáo từ xa này là gì? Thì tôi xin kính mời quý anh chị cùng xem một cái video sau đây. Thank you.
Video vừa được trình chiếu trên màn hình thì chúng ta có thể hình dung được phần nào về giải pháp Digital Signage hay còn gọi là giải pháp quản lý nội dung quảng cáo từ xa mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với quý anh chị. Giải pháp này giúp nhà hàng, khách sạn dễ dàng quản lý các cái nội dung cần truyền tải đến khách hàng một cách cũng như là nhân viên một cách là dễ dàng, giúp nâng cao thương hiệu, thúc đẩy doanh số bán hàng, gắn kết khách hàng trung thành và xa hơn nữa, đó chính là xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Và sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn về những gì mà giải pháp này làm được. Đầu tiên về mặt nội dung trình chiếu thì chúng ta có thể trình chiếu được cùng lúc nhiều nội dung trên màn hình bằng cách chia màn hình thành nhiều khung, và mỗi khung mình có thể phát những cái nội dung mong muốn anh chị nhìn thấy trên màn hình. Đây là một cái anh chị nhìn thấy trên màn hình, đây là một cái demo về nội dung được hiển thị trên màn hình khi sử dụng Digital Signage. Vừa phát được những cái mẫu video quảng cáo món ăn mới, vừa có những hình ảnh chương trình khuyến mãi, hiển thị thông tin thời tiết, các cái tin tức quan trọng khác một cách tức thời. Ngoài ra chúng ta cũng có thể phát được các cái chương trình livestream. Anh chị có thể tưởng tượng khi thực khách đang thưởng thức món ăn mà có thể nhìn thấy livestream trực tiếp từ đầu bếp đang chế biến, bày biện các cái món ăn đó cho mình thì rất là tuyệt, đúng không ạ? Hoặc chúng ta có thể livestream từ những nông trại trồng rau, cung cấp thực phẩm tươi sạch, từ quy trình trồng và thu hoạch rau sạch, cây trái thì chắc chắn cũng sẽ gây được cái sự hứng thú và yêu thích của khách hàng. Chúng ta đều có thể thiết kế, sắp xếp và tất cả các cái nội dung hiển thị theo ý muốn một cách rất là dễ dàng, rất dễ nha các anh chị, và chúng tôi sẽ có những cái hướng dẫn chi tiết sau phần tạo nội dung này. Thứ hai, về mặt marketing thì chúng ta hoàn toàn có thể tự chủ động lập kế hoạch quảng cáo cho các chiến dịch của mình, thậm chí là kế hoạch phát sóng trước đó trong một năm tới cũng được. Anh chị có thể tạo chiến dịch quảng cáo theo từng đối tượng nam nữ, hoặc là theo độ tuổi, hoặc là khi gặp khách hàng lớn tuổi thì hệ thống sẽ phát những cái mẫu quảng cáo nào, gặp khách hàng giới trẻ thì sẽ phát mẫu quảng cáo nào, và nó sẽ target vào đúng cái đối tượng khách hàng của mình. Nên kế hoạch quảng cáo tương ứng vào các cái thời điểm đặc biệt, thực đơn, các cái dịch vụ trong năm, các ngày lễ Tết, hoặc thậm chí là thực đơn cho từng buổi như là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều trong ngày cũng được. Hoặc là các cái mẫu quảng cáo nào thì được phát tại các tỉnh thành nào, nhất là đối với các nhà hàng khách sạn mà mình có hệ thống chuỗi ở nhiều cái tỉnh thành khác nhau. Thứ ba, về cái mặt quản lý thì chúng ta hoàn toàn có thể quản lý, theo dõi được điểm nào phát quảng cáo, điểm nào tắt quảng cáo không có chạy. Chỉ cần mình check và điều khiển trên cái hệ thống quản lý thôi. Và với cái giải pháp này thì chúng ta có thể thiết lập tự động được tắt mở hệ thống màn hình. Ví dụ chúng ta có thể thiết lập 7 giờ sáng màn hình tự động bật và sẽ tự động tắt vào lúc 21 giờ mỗi ngày chẳng hạn. Hoặc là mình có thể thiết lập mỗi màn hình như vậy tự động tắt mở vào bất kỳ thời gian nào mình muốn. Và quý anh chị thấy đây là một cái giải pháp
quản lý nội dung quảng cáo từ xa này của chúng tôi là có thể giải quyết được rất là nhiều những cái vấn đề mà anh chị gặp phải trong quá trình quản lý quảng cáo, đúng không ạ? Nó đáp ứng được các yếu tố, từ yếu tố nội dung, từ yếu tố marketing cho đến yếu tố quản lý. Chính vì những cái tiện ích mà giải pháp Digital Sandwich này mang lại trong cái hoạt động kinh doanh và vận hành, nên nó có thể ứng dụng được nhiều cái lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Đặc biệt là nhà hàng khách sạn là một trong những ngành nghề mà có xu hướng sử dụng cái màn hình quảng cáo nhiều nhất hiện nay, bởi những hiệu quả về kinh tế và marketing mà nó mang lại. Và tôi xin đi chi tiết hơn về một số lợi ích thiết thực mà anh chị sẽ nhận được khi sử dụng cái giải pháp quản lý nội dung quảng cáo từ xa này. Đầu tiên đó là mình có thể tạo được một cái menu rất là dễ dàng. Anh chị nhìn trên màn hình, anh chị thấy nó có hấp dẫn không ạ? Vâng, anh chị thử hình dung là khi nhà hàng của anh chị vừa mới ra mắt một cái thực đơn mới, hoặc anh chị vừa mới ra mắt những cái gói dịch vụ mới như là dịch vụ catering chẳng hạn, thì với cách làm cũ thì anh chị phải cho đi thiết kế thực đơn, gói dịch vụ mới rồi mới đem đi in ấn, anh chị là phải trả tiền cho cái dịch vụ in ấn đó, rồi lại phải bỏ đi tất tật tật những cái poster cũ, đúng không ạ? Tuy nhiên với cái giải pháp quản lý nội dung quảng cáo từ xa này thì anh chị hoàn toàn có thể tự thay đổi nội dung menu tùy ý và tất nhiên là không tốn bất kỳ một cái chi phí nào. Điều này sẽ giúp anh chị dễ dàng thay đổi nội dung menu tùy ý và quản lý các cái mặt hàng, thực phẩm, giá cả, cập nhật thực đơn khi cần thiết. Và anh chị có thể thêm các mục mới một cách nhanh chóng bất kỳ lúc nào, có thể xóa bỏ những cái món hàng mà không còn bán nữa. Và nhất là các cái nội dung trình chiếu sẽ trở nên độc đáo và đẹp mắt hơn để thu hút khách hàng. Thứ hai là anh chị có thể thêm những cái món menu mới, các cái món đồ uống và hoặc là các cái dịch vụ sản phẩm đang có những cái chương trình khuyến mại đặc biệt hoặc là có cái sự thay đổi về giá. Tôi lấy ví dụ như là các cái nhà hàng về hải sản thì họ luôn luôn cần điều chỉnh về giá, vì giá các cái mặt hàng này có thể thay đổi liên tục. Và tôi thấy ở một số nhà hàng thì khi mà có cái sự điều chỉnh về giá đó thì họ sẽ che đi cái giá cũ và viết chồng lên đó cái giá mới hoặc là món ăn mới. Thì cái điều này nó sẽ làm giảm đi cái sự sang trọng chuyên nghiệp của cái nhà hàng, đúng không ạ? Nhưng mà với cái giải pháp quản lý nội dung quảng cáo từ xa này thì khi nhà hàng khách sạn mình có những cái sự kiện hoặc các cái chương trình khuyến mãi thì anh chị hoàn toàn có thể tự điều chỉnh các cái nội dung trong thực đơn, giá cả, trong menu một cách nhanh chóng chỉ bằng một cú click chuột thôi ạ. Và điều này sẽ giúp anh chị linh hoạt và chủ động khi cần điều chỉnh nội dung menu, và quan trọng nhất là đúng thời điểm. Khi mà đúng thời điểm thì nó sẽ góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho nhà hàng khách sạn của anh chị. Thứ ba là nó có thể hiển thị thực đơn theo các giờ trong ngày, ví dụ như là thực đơn buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối mà lúc nãy tôi có đề cập. Thì những nhà hàng khách sạn mà có những cái menu riêng cho từng bữa thì ví dụ như buổi sáng chúng ta lại đê cái thực đơn buổi sáng ra, rồi đến buổi trưa chúng ta lại đê cái thực đơn buổi trưa ra, rồi đến tối cũng làm như vậy. Như vậy nó sẽ làm giảm đến sự chuyên nghiệp của nhà hàng mình, đúng không ạ? Nhưng với cái giải pháp quản lý nội dung quảng cáo từ xa này của chúng tôi thì nội dung menu của anh chị sẽ tự động thay đổi theo từng khung giờ, như là thực đơn cho buổi sáng, buổi trưa, buổi tối. Anh chị có thể chủ động lập lịch phát nội dung thực đơn vào các cái khung giờ mà anh chị muốn. Khi tự động hóa các cái thời gian trong ngày thì có thể giúp anh chị dành nhiều thời gian hơn để tập trung vào cái việc mà cải thiện cái trải nghiệm cho khách hàng của mình. Những cái màn hình này thì nó cũng có thể giúp hiển thị những cái thông tin dinh dưỡng, những cái thành phần mà có thể gây dị ứng hoặc là lượng calorie trong cái món ăn hoặc thức uống của mình. Ví dụ những cái nhà hàng khách sạn ở Việt Nam, nhất là những cái khu vực mà có nhiều du khách nước ngoài á, thì hoặc là những cái đối tượng khách hàng như là người tập gym này, là tập thể hình công, thì cái việc hiển thị liệt kê cái lượng calorie của từng món ăn sẽ trong thực đơn sẽ giúp cho khách hàng dễ dàng lựa chọn cái món ăn hơn, và hình ảnh nhà hàng cũng sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn đối với họ. Tất nhiên là đối với màn hình quảng cáo thì cái việc này thực hiện rất là dễ dàng, và hơn nữa là khi mà cái công thức nấu ăn và các thành phần của anh chị có thay đổi thì anh chị có thể nhanh chóng cập nhật hàm lượng calorie mà không cần phải đặt in lại cái thực đơn, rất là tiện ích, đúng không ạ? Và ngoài ra màn hình cũng có thể cho hiển thị các cái nội dung review và đánh giá của khách hàng dành cho nhà hàng khách sạn của mình, thì điều này sẽ làm tăng cái lòng tin và sự cảm mến của họ đối với nhà hàng qua những cái đánh giá tốt từ những cái khách hàng đi trước, đúng không ạ? Và cái lợi ích tiếp theo mà giải pháp này có thể mang lại đó chính là giúp tăng cái hiệu quả marketing và doanh số.
Với cái giải pháp quản lý nội dung quảng cáo từ xa, anh chị có thể hiển thị được bất kỳ thông điệp nào của mình và có thể hiển thị nhiều nội dung cùng một lúc. Anh chị có thể chạy các cái chương trình khuyến mại đặc biệt theo từng khung giờ, theo tuần, theo tháng hoặc là theo từng sự kiện. Ví dụ như nhà hàng, một cái nhà hàng pizza chẳng hạn, thì vào cái khung giờ ít khách, anh chị có thể cho chạy các cái chương trình khuyến mại chỉ trong cái khung giờ đó thôi. Như vậy thì có thể thu hút khách hàng đến với nhà hàng vào cái khung giờ đó, thì từ đó sẽ giúp anh chị gia tăng thêm cái lượng doanh thu. Hoặc tôi lấy ví dụ, một cái ví dụ khác như là ở trên màn hình hiển thị thời tiết đang lạnh và dự báo là trời sắp mưa chẳng hạn, thì khách hàng sẽ thấy ồ, trời có vẻ sắp mưa rồi, trời có vẻ lạnh rồi, thôi mình nán lại một chút, và bỗng nhìn thấy ở trên màn hình một cái món đồ uống nóng hổi hoặc là những cái món lẩu nghi ngút khói, thì họ cũng sẽ không ngần ngại mà vừa ngồi nhâm nhi vừa ngắm cơn mưa bên ngoài cửa sổ, đúng không ạ? Hoặc là ví dụ như thời tiết nóng bức bối quá, thì bỗng nhiên trên màn hình xuất hiện những cái món đồ uống mát lạnh, thì chắc chắn là khách hàng có sẽ dễ dàng lựa chọn thêm món. Đó chính là hiệu quả của việc mà mình nắm được cái thời điểm và đưa ra những cái chiến lược ngay tức thời nhờ những cái lợi thế từ cái giải pháp quản lý nội dung từ xa này mang lại. Một điều rất hay mà giải pháp quản lý nội dung quảng cáo từ xa có thể làm được, đó chính là hiển thị sự kiện real time. Điều này chúng ta sẽ bắt gặp ở nhiều nhà hàng chuyên tổ chức sự kiện tiệc cưới, sinh nhật hoặc là hội họp. Anh chị có thể tưởng tượng là có nhiều sự kiện tiệc cưới diễn ra trong một ngày, thì ví dụ như từ 5 giờ tới 7 giờ là tiệc của một cặp đôi khác, và từ 7 giờ tới 9 giờ là tiệc của một cặp đôi khác chẳng hạn, mà trên bảng chào mừng đến hơn 7 giờ rồi mà vẫn hiển thị thông tin của cái cặp đôi cũ, cặp đôi trước, thì chắc chắn cái cặp đôi sau sẽ không cảm thấy hài lòng rồi, đúng không ạ? Nhưng mà với cái giải pháp quản lý nội dung quảng cáo từ xa này, thì anh chị có thể lập lịch trình sẵn, và khi đến giờ thì nó sẽ tự động thay đổi thông tin rất là thuận tiện, và mình không cần phải mất công chạy đi cắm nhức đi, hoặc là mình phải thay đổi bảng hiệu với những cái bảng hiệu mà mình trước giờ mình vẫn thường sử dụng. Và điều tiếp theo là nó có thể tạo được cái hiệu ứng marketing đặc sắc, hấp dẫn với những mẫu quảng cáo ấn tượng. Những cái bảng hiệu menu trên màn hình quảng cáo thì có thể hiển thị được những cái hình ảnh đẹp, và nó cũng sẽ khuyến khích khách hàng của anh chị đưa ra cái quyết định nhanh chóng hơn. Đó là bởi vì khách hàng không cần phải đọc thực đơn nữa, mà chỉ cần nhìn vào các cái món ăn được trình chiếu trên màn hình quảng cáo thôi, thì họ cũng sẽ dễ dàng đưa ra lựa chọn đặt món một cách nhanh chóng hơn. Anh chị sẽ phát hiện ra rằng là anh chị sẽ có thể nhận thêm được nhiều cái đơn đặt hàng hơn, và sẽ phục vụ được nhiều cái khách hàng hơn trong ngày. Điều này tất nhiên cũng sẽ làm tăng doanh thu và tăng lợi nhuận cho nhà hàng khách sạn của mình. Và mình cũng có thể là tăng doanh thu từ cái việc bán chéo các cái sản phẩm khác. Ví dụ anh chị sở hữu một cái nhà hàng pizza, thì ngoài trình chiếu những cái video hình ảnh về món pizza nóng hổi, thì anh chị cũng có thể gợi ý cho khách hàng bằng việc là phát thêm những cái món salad hoặc là đồ uống mát lạnh như là Coca-Cola, Pepsi vân vân. Chắc chắn anh khách hàng cũng sẽ không ngần ngại mà gọi thêm món rồi, đúng không ạ? Chỉ cần cái nội dung mà mình, cái nội dung thực đơn mà mình trình chiếu trên màn hình á, nó phải thật thu hút và thật hấp dẫn, thì khách hàng mới dễ đưa ra cái lựa chọn hơn. Điều đó thì tất nhiên là nó sẽ tạo thêm cái giá trị gia tăng cho anh chị. Và giải pháp quản lý nội dung quảng cáo từ xa có thể giúp anh chị chuyển đổi linh hoạt được các cái mẫu quảng cáo tùy theo từng cái đối tượng khách hàng. Nó có thể nhận diện được khách hàng là nam hay nữ, ở độ tuổi nào, để từ đó phát ra những cái quảng cáo phù hợp đúng với đối tượng đó. Như vậy khách hàng sẽ dễ dàng đưa ra được cái quyết định mua hàng hơn. Tôi lấy ví dụ như khi khách hàng vừa bước vào nhà hàng của mình, nếu đối tượng là người lớn tuổi chẳng hạn, thì nó sẽ xuất hiện những cái quảng cáo là những cái món ăn mà ít dầu mỡ, dễ tiêu hóa, phù hợp với những người lớn tuổi. Hoặc là nếu mà khách hàng bước vào là giới trẻ chẳng hạn, thì nó sẽ tự động phát những cái quảng cáo là những cái món nướng, PPQ, hoặc là những cái món đồ uống, những cái combo thích hợp với cái đối tượng này hơn. Hoặc là khách nữ thì quảng cáo đồ uống như là cocktail, nam thì xuất hiện những cái quảng cáo như là bia chẳng hạn, vân vân. Thì cái quan trọng ở đây đó chính là nó giúp ta ghép vào đúng cái đối tượng khách hàng trong chiến dịch quảng cáo của mình. Như vậy thì chúng ta thấy rõ được cái hiệu quả marketing ở đây là đúng không ạ? Và một cái yếu tố khác vô cùng quan trọng, tôi nói đây là một cái yếu tố vô cùng quan trọng, đó là chính là cái giải pháp quản lý nội dung quảng cáo từ xa này, thì người quản lý có thể dễ dàng quản lý được toàn bộ hệ thống màn hình quảng cáo tại tất cả các điểm, kiểm soát được tất cả các cái nội dung một cách tập trung và không xảy ra lỗi khi mà mình cần đồng bộ nội dung. Thậm chí là khi mà anh chị đang trong quá trình di chuyển thì vẫn có thể quản lý được, chỉ cần là cái thiết bị của anh chị có kết nối internet thôi. Anh chị hoàn toàn có thể theo dõi được
toàn bộ nội dung của hệ thống và có toàn quyền kiểm soát được thông điệp mà anh chị muốn truyền đạt tới cho khách hàng. Cái việc quản lý nó sẽ trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn, đúng không ạ? Khắc phục được tất cả những cái hạn chế mà cái hình thức cũ gặp phải. Và một điều cũng không kém phần quan trọng, đó chính là nâng cao trải nghiệm của khách hàng, giảm thời gian chờ đợi của khách hàng, biến cái khung giờ chờ đợi của khách hàng trở nên thú vị hơn. Chúng ta biết màn hình quảng cáo thì nó sẽ có nhiều cái nội dung đồng, kết hợp với âm thanh và hình ảnh đẹp mắt thì cũng sẽ dễ dàng thu hút được ánh nhìn của khách hàng hơn. Bảng menu hiện lên trên màn hình quảng cáo thì có thể kết hợp các nhiều các cái nội dung khác, như là những cái câu chuyện thú vị, những cái câu đố vui hoặc là các chương trình giải trí khác, thì khách hàng có thể bị thu hút bởi những cái nội dung đó và sẽ không cảm thấy phiền khi mà chờ đợi trong cái quá trình gọi món nữa, và làm cho khách hàng cảm thấy hài lòng hơn vì mọi người không phải chờ đợi để gọi đồ ăn. Điều này rất là quan trọng trong việc là giúp giữ chân khách hàng trung thành của mình. Ngoài ra, anh chị cũng có thể là cho khách hàng của mình trải nghiệm các cái món ăn qua các cái mini game tại bàn ăn trong quá trình chờ đợi, như là game mất đồ uống trúng thưởng chẳng hạn, hoặc là quay số nhận quà lưu niệm có cái nhận diện thương hiệu của nhà hàng mình, hoặc là tặng những cái coupon giảm giá cho lần ghé thăm tiếp theo. Đối với các mini game tương tác này thì chúng tôi có các cái sản phẩm màn hình cảm ứng đa dạng kích thước và mẫu mã thì rất là phù hợp để đặt để những cái vị trí này, để khách hàng của mình có thể vừa tự order món ăn, vừa trải nghiệm những cái trò chơi trong quá trình chờ đợi. Thì điều này nó sẽ giúp kết nối cảm xúc với khách hàng và khiến nhà hàng của bạn khác biệt hơn so với những cái đối thủ khác. Tất nhiên thì khi sử dụng màn hình kết hợp với cái giải pháp quản lý nội dung quảng cáo từ xa này thì nó sẽ giúp tiết kiệm được chi phí, các cái chi phí như là chi phí in ấn, chi phí tháo dỡ, thay thế vận chuyển, những cái chi phí về quản lý vân vân, rất là nhiều chi phí khác. Như vậy màn hình quảng cáo không chỉ giúp cho chúng ta tăng lợi nhuận mà còn giúp giảm được những cái chi phí vận hành nữa, đúng không ạ? Đối với một số nhà hàng thì điều này sẽ giúp tiết kiệm được rất nhiều vốn, vì họ sẽ phải in lại thực đơn hàng tuần, hàng tháng hoặc là theo mùa. Rất là nhiều nhà hàng phải như vậy. Khi anh chị sử dụng màn hình quảng cáo cho nhà hàng khách sạn thì anh chị sẽ không cần phải in lại hoặc là cập nhật thực đơn, hoặc là nếu mà gặp phải một cái lỗi đánh máy hoặc sơ suất trong thiết kế thì anh chị có thể sửa nó ngay chỉ trong vài giây thôi. Anh chị cũng có thể tận dụng những cái màn hình quảng cáo này để tạo ra một cái kênh thông tin truyền thông nội bộ, như là các cái thông báo mang tính tức thời cho nhân viên, hoặc là các cái chính sách khen thưởng động viên đến nhân viên của mình, hoặc là vinh danh những cái nhân viên có cái thành tích xuất sắc, hay đơn giản như là hiển thị những cái banner chúc mừng sinh nhật nhân viên trên màn hình thôi. Thì điều đó nó cũng sẽ giúp động viên cái tinh thần của nhân viên và gắn kết nhân viên hơn, tạo dựng một cái môi trường làm việc chuyên nghiệp, và xa hơn nữa đó chính là tạo ra một cái bản sắc văn hóa riêng cho mỗi doanh nghiệp của mình. Tất nhiên khi mà sử dụng cái giải pháp quản lý nội dung quảng cáo từ xa này á, thì nó sẽ giúp cho anh chị xây dựng được cái thương hiệu của nhà hàng, tạo ra một cái không gian sang trọng, đẳng cấp, hiện đại, có tính nhất quán cho cái chuỗi nhà hàng khách sạn của mình. Chúng ta biết nhà hàng hoặc là nhà hàng trong khách sạn á, thì nó sẽ có cái vai trò là mang đến cho khách hàng những trải nghiệm, những món ăn đặc sản tại cái địa điểm đó, cũng như là cái phong cách ẩm thực của các cái quốc gia khác như là cái châu Âu, châu Á. Các cái món ăn thì phải cần đặc biệt, mang đậm bản chất tại cái khu vực đó, và mình cũng phải thiết kế đồ ăn sao cho bắt mắt, hấp dẫn du khách. Tuy nhiên là thương hiệu của một nhà hàng thì không chỉ được xây dựng từ những cái món ăn ngon đâu, mà nó còn là cái sự tổng hòa của nhiều yếu tố, trong đó bao gồm cả cái yếu tố không gian và dịch vụ nữa. Do đó việc sử dụng những cái màn hình quảng cáo sang trọng để trình chiếu những thực đơn hoặc là trình chiếu những cái nội dung sự kiện quan trọng cho khách hàng thì nó rất là quan trọng, đúng không ạ? Khi chúng ta sử dụng màn hình quảng cáo với nhiều cái mẫu mã thiết kế đẹp mắt cũng sẽ giúp cho chúng ta là tiết kiệm được cái diện tích, có không gian trưng bày để trưng bày nhiều cái sản phẩm khác hơn, cũng như là cái không gian để trải nghiệm ăn uống phục vụ khách hàng. Mà những cái màn hình này cũng vừa có cái chức năng là trang trí cho cái khu vực đó thêm cái phần sang trọng và đẹp mắt nữa, bởi vì những cái màn hình này nó rất là sang trọng. Và những cái màn hình này cũng giống như là tất cả những cái sản phẩm khác, thì đối với những cái màn hình sử dụng cái giải pháp quản lý nội dung quảng cáo từ xa cũng vậy, thì anh chị cũng nên đặt nó ở cái vị trí nào thì nó sẽ phát huy được hết cái hiệu quả của nó. Thì đối với nhà hàng khách sạn thì anh chị có thể đặt được ở rất là nhiều nơi, ví dụ như là trước cửa nhà hàng khách sạn chẳng hạn, thì anh chị có thể đặt màn hình ở vị trí này thì sẽ dễ dàng thu hút được
các cái khách hàng đang đi đường, đi ngoài đường, bỗng dưng những cái khách hàng đang đi ngoài đường họ bắt gặp một cái món ăn hay một cái món đồ uống hấp dẫn quá thực trình chiếu trên cái màn hình, gặp lúc họ đang đói bụng chẳng hạn, hoặc là cái màn hình đang trình chiếu những cái món ăn mà nó vô tình nó gợi nhớ đến một cái kỷ niệm nào đó của những người đi đường mà họ vô tình bắt gặp, thì họ cũng sẽ dễ dàng ghé vào cái nhà hàng khách sạn của mình hơn. Và cái khu vực thứ hai nữa là khu vực sản tiếp tân. Thì tất nhiên đối với những cái nhà hàng hoặc là nhà hàng trong khách sạn á, thì cái khu vực sảnh tiếp tân sẽ là cái nơi đầu tiên mà khách hàng bước đến khi mà vào nhà hàng, đúng không ạ? Và ở những cái vị trí này, nếu mà đặt các cái màn hình quảng cáo to và trình chiếu được những cái thực đơn hoặc là những cái dịch vụ bắt mắt, thì cũng sẽ dễ dàng giúp cho khách hàng hình dung về cái lựa chọn tiếp theo của họ. Và cái khu vực tiếp theo nữa có thể mình cũng có thể đặt nó là khu vực sảnh chờ. Tương tự cái khu vực sảnh chờ là cái khu vực mà lúc mà khách hàng đang ngồi để chờ đợi, và việc có thêm những cái thông tin cần thiết trên màn hình thì cũng sẽ giúp thu hút được cái sự chú ý của khách hàng, giúp khách hàng có cái thời gian xem thêm những cái thông tin về dịch vụ cũng như là thực đơn họ sẽ chọn, hoặc ít nhất thì khách hàng cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi mà nhìn trên màn hình có những cái video, những cái hình ảnh đẹp mắt, thì nó sẽ làm cho họ tạm quên đi những cái cảm giác chờ đợi, và điều này sẽ mang lại cái trải nghiệm dịch vụ tốt hơn cho nhà hàng khách sạn của anh chị. Và cái khu vực tại bàn ăn, tất nhiên nếu mà đặt màn hình ở cái khu vực bàn ăn thì thực khách có thể dễ dàng đưa ra những cái quyết định hơn bằng cách chỉ cần nhìn vào cái màn hình thôi. Đặc biệt nếu là ở cái khu vực này thì anh chị đặt thêm những cái màn hình cảm ứng, thì khách hàng có thể thoải mái tìm hiểu về thực đơn, đồng thời có thể chủ động order ngay trên màn hình luôn. Như vậy nó sẽ làm tăng cái tính chuyên nghiệp của nhà hàng hơn, đúng không ạ? Và thậm chí nó sẽ làm giúp cho anh chị tăng thêm doanh thu cho cái nhà hàng của mình nữa. Và đặc biệt là ở cái những cái nhà hàng mà quan tâm đến cái trải nghiệm của khách hàng đó, thì chắc chắn sẽ có cái khu vực vui chơi cho trẻ em. Ở đây thì chúng tôi có những cái giải pháp trò chơi tương tác dành cho trẻ em, thì chắc chắn trẻ em khi đến đây nó sẽ có những cái trải nghiệm thú vị đáng nhớ khi cùng cha mẹ đến nhà hàng, và cha mẹ cũng sẽ an tâm hơn để tận hưởng những cái phút giây thoải mái bên bàn ăn khi những cái đứa con của mình có cái chỗ chơi rất là vui vẻ, thoải mái và an toàn, đúng không ạ? Và tiếp theo nữa là khu vực trưng bày sản phẩm. Nếu như nhà hàng khách sạn của anh chị có cái khu vực trưng bày sản phẩm này á, thì như là khu vực trưng bày sản phẩm các loại rượu hoặc là đồ uống hoặc là món ăn chẳng hạn, thì thay vì hình thức trao poster các sản phẩm như trước, thì chúng ta thay vào đó chúng ta là thay vào các cái màn hình quảng cáo sang trọng, thì nó sẽ tạo ra một cái không gian đẹp hơn, sang trọng hơn, hiện đại hơn. Và ở trên cái màn hình thì mình có thể cập nhật những cái bảng giá, những cái thông tin sản phẩm để khách hàng có thể tìm hiểu về sản phẩm và trình chiếu những cái chương trình khuyến mãi, thì sẽ giúp thúc đẩy cái quyết định mua hàng của khách hàng nhanh chóng hơn. Tất nhiên ở ngay dọc hành lang lối đi thì cũng là một cái lựa chọn không tồi, vì trong khi khách hàng di chuyển thì cũng có thể bị thu hút bởi những cái mẫu quảng cáo hay, từ đó cũng dễ khơi gợi được cái mong muốn về dịch vụ và đưa ra cái quyết định mua hàng của khách hàng. Trong thang máy cũng vậy, đa số nhà hàng đều có sử dụng những cái thang máy, thì đây cũng là một cái nơi hợp lý để treo những cái màn hình quảng cáo nhỏ với cái kích thước khoảng chừng từ 22 tới 32 inch thôi, thì tùy vào diện tích của thang máy. Và tôi thấy đa số các cái nhà hàng đều có đặt những cái màn hình trong thang máy để khách hàng có thể thư giãn hoặc là xem thêm thông tin khi đang di chuyển. Và trong nhà vệ sinh, vâng, chắc là anh chị cảm thấy khá lạ, nhưng mà trong nhà vệ sinh cũng có thể đặt được những cái màn hình quảng cáo như vậy. Ví dụ như khách hàng uống nhiều bia rượu thì cũng có thể cho phát những cái mẫu quảng cáo như là thuốc giải rượu chẳng hạn, thì như vậy đây cũng là một cái kênh để giúp mình có thể bán chéo được sản phẩm. Khu vực quầy thanh toán, ở cái khu vực quầy thanh toán thì anh chị đặt những cái màn hình hiển thị các cái nội dung về lời cảm ơn khách hàng, về những cái đánh giá hài lòng của khách hàng cũ, cũng như là những cái hiển thị voucher cho những lần ghé thăm tiếp theo, thì chắc chắn anh chị sẽ dễ dàng có những cái vị khách hàng trung thành của mình. Và khu vực truyền thông nội bộ tại nhà hàng khách sạn, như lúc nãy tôi có đề cập, thì những cái màn hình quảng cáo dùng để truyền những cái thông tin nội bộ, vinh danh những cái nhân viên có thành tích xuất sắc, chúc mừng sinh nhật nhân viên, thì họ sẽ cảm thấy được trân trọng, và từ đó tăng cái sự gắn kết giữa nhân viên với nhân viên, giữa nhân viên với chính nhà hàng khách sạn của mình, từ đó nó sẽ tạo nên một cái nền văn hóa doanh nghiệp riêng cho từng nhà hàng khách sạn của mình, đúng không ạ? Và các cái màn hình nào thì có thể sử dụng cái giải pháp digital signage cho nhà hàng khách sạn của mình ạ?
Đầu tiên có thể kể đến đó chính là TV. Vâng, tất nhiên là TV rồi, tại vì TV được sử dụng rất là nhiều. Và nhờ như lúc đầu tôi có đề cập thì cái giải pháp quản lý nội dung quảng cáo từ xa này hoàn toàn có thể tận dụng được những cái TV sẵn có, rất là tiết kiệm chi phí. Và khi sử dụng giải pháp Digital Signage này của chúng tôi thì sẽ biến những cái TV thông thường này có cái chức năng như là một cái màn hình quảng cáo chuyên dụng. Và cái cách vận hành cũng rất là đơn giản, thì chút nữa đây bộ phận kỹ thuật của chúng tôi cũng sẽ demo thực tế cách vận hành như thế nào, cách để tạo ra một cái nội dung quảng cáo và đưa lên màn hình như thế nào. Và chắc chắn khi xem thì quý anh chị sẽ thấy nó vận hành đơn giản nhưng hiệu quả như thế nào luôn ạ. Và tiếp theo là những cái loại màn hình quảng cáo chuyên dụng, tất nhiên rồi đúng không ạ? Những cái màn hình là màn hình quảng cáo này thì nhìn rất là sang trọng. Và đối với những cái màn hình quảng cáo tương đứng thì nó cũng có nhiều kích thước và những cái hình dạng rất là những cái hình dạng và kích thước rất là phong phú đa dạng. Anh chị có thể trang bị cho mình những cái loại màn hình quảng cáo tương đứng truyền thống như thế này, hoặc là những cái mẫu màn hình quảng cáo chữ A, hoặc là những cái mẫu màn hình quảng cáo hai mặt như thế này, hoặc là chúng ta có thể lựa chọn gắn thêm những cái bánh xe vào màn hình để dễ dàng di chuyển từ vị trí này qua vị trí khác hơn. Hoặc là những cái mẫu quảng cáo brochure có những cái ngăn đựng như thế này, chúng ta nhìn thấy những cái ngăn đựng trên màn hình thì chúng ta có thể bỏ thêm những cái catalog hoặc là những cái brochure dịch vụ của nhà hàng khách sạn của mình rất là dễ dàng. Và những cái mẫu quảng cáo ngoài trời để tiết kiệm không gian, hoặc là tùy vào các cái thiết kế của nhà hàng khách sạn mà chúng ta có thể đưa ra lựa chọn những cái dòng màn hình quảng cáo dạng treo như thế này. Dạng treo thì chúng ta cũng có rất là nhiều loại, có cả loại một mặt và loại hai mặt. Màn hình dạng này thì nó rất là phù hợp để đặt ở những cái nhà hàng khách sạn mà có nhiều cái vách kính, thì mình đặt những cái mẫu màn hình như thế này nó sẽ rất là đẹp. Hoặc là những màn hình quảng cáo treo tường thông dụng, đây là những cái màn hình mà được sử dụng rất là rộng rãi. Hoặc là chúng ta cũng có thể chọn lựa những cái mẫu màn hình stretch dài như thế này để đặt tại cái khu vực trưng bày cũng được. Với những cái không gian lớn hơn, sang trọng hơn, đẳng cấp hơn, như trong các cái nhà hàng lớn thì chúng ta có thể sử dụng màn hình ghép. Thì đối với màn hình này thì chúng ta có thể ghép được nhiều kiểu khác nhau, nó cũng sẽ tạo nên được cái sự đẳng cấp và sang trọng cho không gian nhà hàng của mình. Hoặc là anh chị cũng có thể sử dụng những cái màn hình LED như thế này, LED trong nhà, LED ngoài trời, hoặc là những dạng LED trong, đều có thể tích hợp thêm cái giải pháp quản lý nội dung quảng cáo từ xa của chúng tôi. Các cái màn hình lớn như là màn hình LED, màn hình ghép thì cũng rất là phù hợp để phục vụ trong những cái bữa tiệc quan trọng của khách hàng, như là những cái bữa tiệc cầu hôn, hoặc là sinh nhật, hoặc là lễ cưới chẳng hạn. Và một cái dòng màn hình nữa mà chúng tôi nghĩ rằng rất cần thiết cho anh chị ở trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn, đó chính là những cái màn hình cảm ứng, những cái kiosk cảm ứng. Bởi vì khách hàng vừa có thể tương tác, xem các cái thông tin và order ngay trên chính những cái màn hình này. Những cái màn hình cảm ứng thì cũng có rất là nhiều hình dạng và cái kích thước dễ dàng để cho anh chị có thể lựa chọn phù hợp với cái phong cách của cái nhà hàng khách sạn của mình hơn. Và với những cái dàn bàn cảm ứng như thế này thì cũng rất là phù hợp để nhà hàng sử dụng cho những cái khách VIP. Họ có thể vừa thưởng thức đồ ăn, vừa có thể tương tác trên màn hình. Thì cái loại màn hình này nó chống nước nên anh chị cũng không cần phải lo lắng đâu ạ. Và cái hệ thống này thì nó hoạt động như thế nào? Thì tôi xin giải thích sơ qua về cái sơ đồ hoạt động của hệ thống này. Với cái giải pháp quản lý nội dung quảng cáo từ xa này của chúng tôi thì kết nối vô cùng đơn giản. Đầu tiên là chúng ta chỉ cần một cái máy chủ có cấu hình đủ mạnh để truyền thông tin đến tất cả các cái hệ thống màn hình thông qua kết nối Internet. Vâng, nguyên lý hoạt động rất là đơn giản. Những cái nội dung được truyền tải xuống ngay lập tức tới tất cả màn hình, cho dù màn hình đó được đặt tại Hà Nội hay là Hồ Chí Minh hay là trên Đà Lạt hoặc là bất kỳ tỉnh thành nào khác. Và đặc biệt là màn hình chỉ cần Internet khi mà mình nhận nội dung mới từ máy chủ thôi. Còn khi mà đã nhận nội dung hoàn tất rồi thì màn hình cứ thế chạy theo lập trình mà không cần đến Internet nữa. Tuy nhiên ở cái hệ thống máy chủ thì chúng ta vẫn có thể kiểm soát được màn hình đó có đang hoạt động hay không và đang chạy nội dung gì, rất là tiện lợi đúng không ạ? Và sau đây là cái phần trải nghiệm thực tế, thì bộ phận kỹ thuật của chúng tôi sẽ thực hiện các cái thao tác kết nối để quý anh chị có thể dễ dàng hình dung được cái cách vận hành hơn, và quý anh chị sẽ thấy nó vô cùng đơn giản. Vâng, xin mời bộ phận kỹ thuật ạ. Vâng, thì xin chào quý anh chị, cảm ơn cái phần chia sẻ rất là thú vị và rất là bổ ích của chị Thanh Thảo. Vâng, và thưa quý anh chị ạ, trên con đường, cái đường đua mà đến với thành công ở trong kỷ nguyên 4.0 này,
thì ai, đơn vị nào, tổ chức nào mà biết áp dụng công nghệ, biết khai thác thông tin thị trường và biết cách mang sản phẩm của mình đến khách hàng đúng người, đúng thời điểm, thì người đó sẽ nắm chắc cái phần thắng. Và cái giải pháp quản lý nội dung từ xa 4.0 Digital Signage do công ty Tùng Việt, do công ty truyền thông Tùng Việt cung cấp, chính là cái chiếc chìa khóa quan trọng để mở ra cánh cửa thành công ấy. Và không còn là những công việc thủ công tốn nhiều nhân sự và công sức, không còn phải tốn quá nhiều thời gian và chi phí để thay đổi, để cập nhật những nội dung quảng cáo mới, và chỉ cần ngồi một chỗ, một cái click chuột thôi. Vậy là tất cả các nội dung quảng cáo như là những chương trình ưu đãi mới nhất đã được gửi đến toàn bộ những nhà hàng, toàn bộ những khách sạn ở trên cả nước. Và ngay tới đây thì chúng ta cũng đã hiểu rằng đối với những anh chị đang kinh doanh các chuỗi nhà hàng khách sạn thì Digital Signage chính là con át chủ bài giúp sản phẩm của chúng ta tiếp cận được khách hàng, đúng không ạ? Dạ vâng, thì để sử dụng được cái giải pháp này chúng ta cần những công cụ gì? Thì ngay sau đây các anh chị có thể cùng tôi để có thể xem thử xem chúng ta cần những công cụ gì. Thì ở đây tôi đang có một cái TV, một thiết bị Android Box có cài sẵn phần mềm điều khiển nội dung từ xa và một sợi dây tín hiệu. Ở đây tôi dùng là dây HDMI để có thể kết nối cái TV với Android Box này. Và ngoài ra, cửa hàng của chúng ta cũng cần phải có một đường truyền Internet, có thể là Wi-Fi, có thể là 3G, 4G và thêm nữa là một chiếc máy tính văn phòng như chị Thảo đã giới thiệu ở bên trên, để có thể một cái máy tính cấu hình cơ bản thôi để có thể ngồi một chỗ và control được mọi nội dung, mọi chương trình khuyến mãi tại toàn bộ các đại lý. Rất là đơn giản đúng không quý anh chị? Và với những thiết bị như trên, nếu như các nhà hàng khách sạn của anh chị đang dùng sẵn TV thì việc những biến những cái TV thông thường này trở thành những màn hình quảng cáo chuyên dụng là thứ mà nó nằm ở trong tầm tay rồi. Và ngay sau đây thì tôi sẽ chia sẻ cho quý anh chị biết được cái cách để có thể làm nên những cái nội dung, những cái content, những cái chương trình khuyến mãi nó đẹp, nó xịn sò và những nó hấp dẫn, để các anh chị hãy chú ý lắng nghe và xem thử xem là cái cách thực hiện này nó có khó không nhá. Vâng, như các anh chị đang thấy ở trên màn hình thì đây chính là cái màn hình chính khi chúng ta tạo được một nội dung mới. Bây giờ công việc của chúng ta đơn giản chỉ là chọn hình, kéo và thả. Đây, tôi sẽ dùng một cái layout như thế này để cho các anh chị có thể thấy được là các anh chị có dễ hình dung hơn khi mà tôi chèn những hình ảnh và video vào. Các anh chị có thể biết được là chúng ta nên sắp xếp những hình ảnh và video như thế nào nhé. Rồi, như các anh chị thấy ở trên màn hình đây thì tất cả những hình ảnh mà tôi khi đưa nội dung vào nó đều có những cái chế độ gọi là chế độ xem trước. Theo đó thì chúng ta sẽ biết được cái cách để có thể chọn cái nội dung nào cho nó phù hợp và hợp lý. Và các anh chị có thể thấy nó thực sự rất là giản đơn. Chúng ta không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần ép hình ảnh, kéo và thả, đặt vào vị trí thôi là nó đã có thể có được một cái nội dung trình chiếu, có một cái nội hình ảnh, có một cái chương trình khuyến mãi rất là đặc sắc và rất nhiều những thông tin có thể đưa đến khách hàng. Làm sao để có thể đúng người, đúng thời điểm, làm sao để biết khách hàng người ta đang chọn cái sản phẩm nào. Rồi. Như các anh chị thấy thì ở đây tôi đang sử dụng tất cả những hình ảnh và chương trình khuyến mãi của một đối tác tiềm năng, một đối tác lâu năm của công ty truyền thông Tùng Việt, đó chính là nhà hàng Trang Căng Cung. Trang Căng Cung thì đã sử dụng sản phẩm của công ty Tùng Việt từ rất là lâu rồi và một đối tác đáng tin cậy của công ty Tùng Việt vẫn đang sử dụng, vẫn đang tất cả những sản phẩm của công ty truyền thông Tùng Việt cung cấp thì vẫn hoạt động tốt cho tới thời điểm bây giờ, mặc dù chúng tôi đã cung cấp cách đây một thời gian khá lâu. Và bây giờ cuối cùng thì tôi sẽ sử dụng một cái
logo dùng để nhận dạng thương hiệu để cho mọi người biết rằng à đây là sản phẩm của Trang Căng Cung. Và như vậy tôi đã thao tác xong, tôi đã tạo nên được một cái nội dung, một cái chương trình khuyến mãi để có thể gửi tới tất cả các nhà hàng của mình ở trên cả nước. Và các anh chị hãy cùng tôi thử xem cái cách update cái nội dung này xuống tới màn hình như thế nào nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ chọn cái thiết bị đang đặt ở showroom Hồ Chí Minh. Và bước phê duyệt cuối cùng. Rồi, vậy là các anh chị có thể thấy ở trên màn hình chúng ta đang có một cái tiến trình upload, một cái process. Thì khi mà cái thanh này nó hiển thị lên 100% đã xong. Và bây giờ chúng ta, các anh chị hãy cùng theo chân tôi để xem thử một cái màn hình đang đặt ở cửa hàng thì nó sẽ hiển thị như thế nào nhé. Vâng, đây chính là cái màn hình mà chúng tôi đang sử dụng, đang đặt ở cửa hàng, ở đại lý, ở nhà hàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Và đã lên rồi bằng nội dung mà tôi vừa thực hiện xong. Rất là đẹp đúng không quý anh chị, rất là sang xịn mịn. Và thực sự một tay ngang như tôi có thể làm được một cái nội dung mà trình bày sắp xếp với bố cục khoa học hợp lý như thế này thì tôi sẽ rất là tự hào. Và các anh chị cũng có thể làm được điều đấy nếu như sử dụng giải pháp Digital Signage của công ty truyền thông Tùng Việt cung cấp. Và ngay sau đây tôi sẽ nhường lời lại cho chị Thảo để chị Thảo có thể giới thiệu qua những cái case study, những cái khách hàng mà chúng tôi đã thực hiện thực tế như thế nào, các anh chị có thể tham khảo nhé. Xin mời chị. Vâng, xin cảm ơn cái phần trình bày rất là chi tiết và của bạn Hà Cường. Và qua phần demo thì anh chị cũng có thể thấy rằng mô hình hoạt động cũng như là các cái bước thực hiện của các cái bước thực hiện để chuyển tải một cái content xuống tất cả các màn hình thì vô cùng đơn giản và dễ thực hiện đúng không ạ? Và mặc dù nó đơn giản nhưng nó lại mang lại rất là nhiều lợi ích cho doanh nghiệp khi sử dụng. Chính vì vậy mà giải pháp này của chúng tôi đã được rất là nhiều các cái doanh nghiệp, các cái thương hiệu lớn tin tưởng và sử dụng. Đó chính là cái sự công nhận của khách hàng và cũng là niềm tự hào để chúng tôi tiếp tục tìm kiếm và đưa ra những cái giải pháp công nghệ mới hiệu quả hơn cho tất cả các cái ngành nghề tại Việt Nam. Và tôi cũng xin giới thiệu với các anh chị một số case study mà chúng tôi đã thực hiện tại các cái nhà hàng, khách sạn. Thì chúng tôi cũng rất là vui khi đã được những cái khách sạn hoặc là nhà hàng lớn uy tín sử dụng các cái sản phẩm và giải pháp của chúng tôi. Ví dụ như là khách sạn Rosaka, White Palace, Hanami, Becamec, Wonba Hotel, Kanchanfeng chẳng hạn. Thì ở lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, chúng tôi cũng đã cung cấp rất là nhiều dòng sản phẩm đa dạng về kích thước cũng như là tính năng khác nhau, như là những cái màn hình quảng cáo cho thang máy, những cái màn hình quảng cáo đứng, màn hình quảng cáo theo tường, màn hình cảm ứng, màn hình video call, và để quảng cáo những cái chương trình khuyến mãi hoặc là các cái sự kiện của nhà hàng, khách sạn. Vâng, chúng tôi rất là vinh dự và rất là trọng khi nhận được sự tin tưởng và lựa chọn hợp tác từ nhiều các cái khách hàng, từ những tập đoàn, doanh nghiệp trong nhiều ngành nghề cho đến những cái khách hàng lẻ. Chính vì chúng tôi luôn luôn đi đầu cập nhật những cái xu hướng công nghệ mới trên thế giới để đưa ra những cái giải pháp công nghệ mới ứng dụng vào nhiều cái ngành nghề khác nhau. Với kinh nghiệm hơn 16 năm trong ngành nên chúng tôi thấu hiểu được cái nhu cầu của khách hàng để mà tư vấn và đưa ra các cái sản phẩm phù hợp nhất. Và quan trọng hơn thì chúng tôi chỉ cung cấp những cái sản phẩm chất lượng cao với những cái thương hiệu nổi tiếng trên thế giới thôi. Và trải qua rất là nhiều dự án với nhiều quy mô và độ khó khác nhau, nhưng chúng tôi luôn luôn có cái phương án thi công tối ưu, đưa ra những cái sản phẩm và các cái giải pháp phù hợp, vừa giúp tiết kiệm được ngân sách, vừa mang lại hiệu quả nhất cho khách hàng. Chính vì chúng tôi có kinh nghiệm thi công rất là nhiều công trình lớn nhỏ trong cả nước và một cái đội ngũ kỹ thuật tay nghề cao sẵn sàng tới tận nơi để xử lý sự cố nó có trong suốt quá trình sử dụng. Hơn nữa, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến cái chế độ chăm sóc sau bán hàng vô cùng chu đáo, hỗ trợ khách hàng 24/7 và kể cả khi hết chế độ bảo hành rồi, thì chúng tôi vẫn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng. Đó không chỉ là những cái lời nói suông mà chúng tôi đã chứng thực được qua rất là nhiều dự án mà chúng tôi đã thực hiện, và sự yêu mến của khách hàng dành cho chúng tôi, điều đó
tôi xin cảm ơn đến tất cả các anh chị đã dành thời gian để lắng nghe những cái nội dung mà chúng tôi đã chia sẻ trong hơn một tiếng đồng hồ rồi, đúng không ạ? Và tôi rất mong giải pháp quản lý nội dung bằng cách từ xa này sẽ phần nào tối ưu giúp anh chị tối ưu hơn trong cái hiệu quả quản lý quảng cáo cũng như là marketing, góp phần thúc đẩy doanh số cho nhà hàng, khách hàng của mình. Mà tôi cũng hy vọng là trong tương lai gần thì chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác để trao đổi nhiều hơn những cái giải pháp công nghệ hay hiệu quả đến với quý anh chị. Và sắp tới trong buổi trong chuỗi livestream của chúng tôi thì chúng tôi có buổi chia sẻ về giải pháp quản lý nội dung quảng cáo từ xa dành cho lĩnh vực giáo dục vào ngày 15 vào 15:30 ngày 16 tháng 9. Xin kính mời mọi người cùng đón xem ạ. Và một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi buổi chia sẻ này của chúng tôi ạ. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào tạm biệt.